Cần cần to quá, không không cong được đầu luôn. Lên video đi. Không cần nữa, quăng quay video là đăng lên là em máu chiến rồi, bây giờ livestream lên các bé các quê lắm. Bây giờ xem con gì nè, vẫn còn là xa lắm. Đây ngay gần bờ mà, chúng ngay gần bờ ấy. Ui mẹ to mẹ to. Livestream đây. Mẹ to mẹ to mẹ to, báo cái nhá. Chúng cái vật hộ chú Trung Quốc. Báo cái cho chú Tuấn nhá. Chưa hết đâu. Vâng, vâng, cứ chú cứ dòng vào đi. Đóng mồm luôn. Cá ăn mồm nhá. Bay chưa? Cá ăn mồm, cá ăn mồm. Rồi nhá. Cá ăn mồm, cá ăn mồm. Úi giời ơi, con này 5-6 cân đẹp. 5 cân. Mè 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 anh ơi. Đây nó phải như thế chứ. Báo cáo chú Nguyễn Tuấn này. Ui con mẹ này to đấy. Cá ăn mồm luôn. Em bảo cứ câu đi rồi. Khắc đi. Uy tín chưa, uy tín chưa. Khắc thành công. 5-6 cân, 5 cân. Mẹ mẹ thì nó nhẹ hơn 5 cân. Mẹ thì nó nhẹ hơn 5 cân. Ừ. Uy tín luôn. Uy tín luôn, báo cáo cho Trung Nguyễn Tuấn này. Hội câu bạc tiêu Việt Nam hôm nay tổ chức đi dân hàng báo cá đầu tiên. Nãy giờ toàn vảy thôi. Đóng mồm luôn. Cá ăn mồm luôn nhá, cá ăn mồm xịn sò. Cá, anh em đừng có bảo là cá không ăn mồm phi thể thao nhá, cá ăn mồm xịn sò luôn. Ôi, quả xích to như xích châu á. Xích châu, xích châu. Ok, ok, anh em lên đồng mô sát hàng, chiều nó lên nhá, quả đánh tới chiều. Quả cá, quả bánh tiêu cá ăn mồm xích giò. Cho nó mệt á. Chưa bao giờ nhìn thấy con